Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái máy của mình. Đó là cái máy đo nhiệt độ và khử khuẩn, đo nhiệt độ và khử khuẩn tự động. Ok, thì đây là toàn bộ cái máy của mình. Thì cái máy của mình thì về cơ bản thì nó gồm có các chức năng. Thứ nhất là đo nhiệt độ này. Đấy. Thứ hai là có cái biển để chúng ta sẽ thông báo bất kể một cái nội dung gì ở trên này, một cái biển LED full color. Và tiếp theo là phía góc bên này thì các bạn thấy rằng là sẽ có cái bước thứ hai là chúng ta sẽ xịt khử khuẩn bên này, và cái bước thứ ba bên này chúng ta sẽ dùng để sau khi chúng ta sẽ rửa tay xong thì chúng ta sẽ tay của chúng ta sẽ bị ướt, và chúng ta sẽ chuyển sang cái bước này, bên này là chúng ta sẽ quạt khô tay. Ok, quạt khô tay. Vậy thì cái hệ thống của mình thì ngoài cái việc mà làm những công việc ra thì nó còn có một khả năng nữa, đó là chúng ta sẽ đọc nó dùng một con camera để lưu trữ lại toàn bộ cái thông tin ở trên cái máy đọc này. Đấy, thông tin ở trên cái máy đọc này nó sẽ camera sẽ lưu trữ lại. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ khi mà người ta đến đây đo thì nó sẽ quay lại cái khuôn mặt của người ta. Ok, thì ở đây thì mình giới thiệu với các bạn đó là cái máy này thì nó gồm có những chức năng như thế. Thế vậy thì về nguyên tắc thì đầu tiên chúng ta sẽ vào, đó là chúng ta sử dụng bước 1, đó là chúng ta sẽ đo thân nhiệt. Đo thân nhiệt ở đây. Đấy. Đo nhiệt độ nó sẽ báo ở đây, các bạn thấy chưa, nó báo ở đây. Sau khi nó báo ở đây thì nó sẽ hiển thị vào camera, vào đây này, cái giá điện thoại của mình để đây. Đây sẽ có một cái màn hình để hiển thị toàn bộ cái thông tin mình đã chưa lắp được. Chỗ này là cái giá này, cái giá để cái màn hình để hiển thị toàn bộ những cái thông tin ở trên cái đầu này. Đấy. Tiếp theo là đo nhiệt độ xong rồi thì chúng ta sẽ khử khuẩn. Khử khuẩn thì chúng ta sẽ đưa tay vào đây, đưa tay vào cái phần dưới này. Đấy, các bạn thấy là nó ra nước này. Đấy, sau khi chúng ta rửa xong thì tay chúng ta sẽ bị ướt đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển sang này, chúng ta sẽ quạt. Đấy, các bạn nghe tiếng quạt quay không? Quạt quay. Mình sẽ để là chế độ là 6 giây. Đấy. Thì toàn bộ cái hệ thống này của mình đã được setup thành một cái bộ. Có thể là được sử dụng ở trong các trường học này, được sử dụng ở trong các cái cơ quan đoàn thể ở trước khi cái sảnh vào. Ví dụ như nhà mình đây. Ví dụ như cái cửa hàng nhà mình thường mình sẽ đặt ở ngoài cửa này, mọi người vào sẽ có thể là xử khử khuẩn luôn. Đấy, thì tất cả cái bộ này thì mình đã được setup ở trên một cái giá đỡ. Cái giá đỡ này có thể thay đổi được chiều cao các bạn nhé. Cái giá đỡ này có thể thay đổi được chiều cao. Tùy theo từng người thì mình có thể thay đổi được chiều cao của nó. Ok. Và tối đa của chiều cao của cái giá đỡ này mình đang thiết kế là nó rơi tầm khoảng 1m85. Đấy. Còn cái mức thấp của nó hiện tại bây giờ mình đang để là 1m43, tức là với những cái tầm như những cái học sinh hay những nào đó thì chúng ta thấy rằng sẽ có thể đo bình thường. Đấy, còn tối đa nó sẽ có thể là sử dụng ở trong cái khu công nghiệp hay là những cái cơ quan thì có thể là mình có thể điều chỉnh ở cái thang này nó lên đến khoảng 1m85. Theo thì toàn cái hệ thống này mình được cấp nguồn thôi. Hệ thống này nó cấp nguồn toàn bộ bằng mình sử dụng một cái nguồn máy tính ở đây, sử dụng một cái nguồn máy tính lấy ra điện áp 12V và 5V để sử dụng cho cái mạch LED này, là một mạch LED này, mạch LED ma trận của mình. Thì tất cả cái bo mạch này của mình là đang sử dụng là lạp qua điện thoại nhá, lạp qua Bluetooth, cho nên là rất là tiện, chúng ta không cần phải cắm vào máy tính gì cả. Cho nên là tất cả những cái thông điệp mà chúng ta muốn hiển thị ở trên này ấy, thì chúng ta chỉ cần cài vào máy tính thôi. Cài vào điện thoại của mình và mình sẽ lập trình ở trên đấy, tức là mình viết ra những cái câu lệnh ở trên đấy, nó chạy như cái chữ của mình đang chạy này, hoàn toàn bằng điện thoại, không cần phải một cái máy tính nào. Đấy. Thì toàn bộ cái mạch của mình là như thế. Thì cái mạch ở đây thì mình cũng rất là đơn giản thôi, cũng không giấu gì các bạn cả. Tức là mình đã sử dụng một cái mạch tạo độ trễ này. Tạo độ trễ. Thì thay vì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này đúng không ạ? Này. Mình đã thay vì bấm vào cái nút này để nó đo nhiệt độ này. Đấy. Thì mình đã chế ra bằng cách là mình sẽ đấu cái công tắc ở đây ra thông qua cái mạch này. Con dơ này này có nhiệm vụ nó sẽ đóng cắt cái công tắc này. Thế vậy thì để làm thế nào để nó có thể đóng cắt được thì mình đã đấu vào đây, đó là một con cảm biến. À, cảm biến. Con cảm biến tiệm cận hay là khoảng cách đấy. Khi mà chúng ta đưa tay vào đây nhá. Đấy, đưa tay vào đây này. Đấy, thì cái con cảm biến này nó sẽ xác định rằng có vật cản. Thì dẫn đến là nó sẽ tác động vào cái mạch này, trigger cho cái mạch này và đóng dơ le. Và lúc này đóng dơ le thì đồng nghĩa với lại đóng cái công tắc này thôi. Đây, mình làm cho bạn xem nhá. Mình đưa tay vào đây, các bạn nhìn thấy cái con này nó, con cảm biến là nó đỏ rồi nhá. Đấy, thấy không? Các bạn nhìn thấy mạch có tác động không? Đấy, ok. Đấy là cái mạch của nó. Thế vậy thì
Ngoài ra thì bên trong của nó thì mình cũng sử dụng nguyên cái mạch như thế, về cái cấu trúc như thế mình sẽ đã sử dụng vào đây, đó là một cái hệ thống rất đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Các bạn nhìn thấy rằng là đây là mình cũng đang sử dụng hai cái mạch tạo độ trễ, và đây là mình đã sử dụng một cái bơm, thì một cái dây đã dòng vào sang cái chai này, cái chai nước khử khuẩn này, và một cái đầu này là mình đã vít nó vào đây. Đấy, đó, vít vào đây. Khi mà mình đưa tay vào đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy nước nó phọt ra chưa? Rất là mạnh đấy. Đấy. Vừa một lượng vừa đủ. Sau khi đó chúng ta sẽ đưa sang bên này thì cũng sẽ có cảm biến, sẽ quạt cho mình khô tay. Đấy, quạt của mình là sử dụng cái quạt máy tính. Ok, tay mình đã khô. Đấy. Toàn bộ cái mạch của nó thôi. Nguyên lý của nó thì cũng là rất đơn giản. Thực ra là cái này thì một số bạn thì cũng đã làm, nhưng mà thực ra là mình thấy rằng là các bạn chỉ làm là một là rửa tay, hai là đo nhiệt độ, chứ còn một cái mạch mà nó bao gồm tổng thể tất cả những cái công nghệ, nó gồm có đó là đo nhiệt độ này, đấy, sau đó là diệt khử khuẩn này, sau đó là quạt khô tay này, và ngoài ra thì cái thiết bị của mình nó lưu trữ thông tin, tức là để mà những cái cơ quan các thứ ấy, là người ta sẽ xem lại camera này, cái camera này sẽ được kết nối với lại điện thoại hoặc cái máy tính, và cái người trực ban có thể ngồi ở một vị trí rất xa có thể quan sát được cái hệ thống của mình hoạt động như thế nào. Đấy. Và cái hệ thống này có thể là cài cho 128 người để có thể cùng theo dõi cái hệ thống này, cho nên là rất là phù hợp cho các trường học và các cơ quan. Ok, đấy là cái toàn bộ cái hệ thống cái máy đo nhiệt độ của mình, đấy, cái máy đo nhiệt độ và khử khuẩn, cái này là hoàn toàn là do mình tự làm nhé các bạn nhé. Đấy, sản phẩm này là hiện tại là đây là mình tự làm. Tất nhiên là về ý tưởng thì cũng đã chấp ghép từ những cái thông tin ở trên mạng. Tuy nhiên thì để mà làm thành một cái máy như này để dựng ở một cái cơ quan hay một xí nghiệp thì chúng ta thấy rằng là đây là mình làm ở khu vực của mình. Đấy. Và cái máy này thì cũng rất là bình thường thôi. Chúng ta sẽ mua một cái máy bình thường bấm bằng tay này về chế nó thành tự động. Ok. Mình vẫn làm cái này bằng cách là chúng ta có thể là vẫn rút cái này ra để cầm tay bình thường, mình không phá hoại cái này nhá. Nhiều bạn lại bảo là rồi lại cầy vào đây lại phá hết cái mạch ra, nhưng hoàn toàn không phải, mình chỉ đấu mỗi cái dây ở đây ra là công tắc vào cái mạch này thôi. Còn cái mạch này nhá, còn cái súng này nếu mà bây giờ mà muốn sử dụng nữa là vẫn rút ra, vẫn đi bấm bắn bình thường. Không ảnh hưởng gì. Ok. Thì đấy là toàn bộ cái hệ thống đo nhiệt thân nhiệt của mình. Đo thân nhiệt và khử khuẩn. Đấy. Ngoài ra trên này mình đã đưa ra những cái thông điệp này. Đấy. Thông điệp đấy. Ok đấy. Ngoài ra các thông điệp của chúng ta thì còn có cái thực hiện mình đưa ra cái thông điệp đây này, các bạn nhìn thấy không? Cái bảng LED này nó rất là hay ở chỗ là tại sao mình sử dụng cái nét ma trận. Tại vì cái nét ma trận này nó tiện ở chỗ là mình sẽ thay đổi được tất cả những cái thông tin ở đây, nó rất là nhanh đấy. Nó thông báo cho mọi người đấy. Ở thực ra ở đây hôm nay mình có cái loa nữa cơ, có một cái loa nữa để cho nó phát ra cái nhạc lúc nào cũng bạn đến đây là sẽ rửa tay các thứ đầy đủ cơ. Đấy. Ok. Đấy, đây là toàn bộ cái máy đo thân nhiệt của mình. Ok nhá. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thế còn mà để mà có một cái video về cái sản phẩm này chi tiết làm như nào thì thực ra là mình sẽ có thể là sẽ nếu các bạn có nhu cầu thì mình sẽ có thể là sẽ làm video để lắp ráp nó. Ok. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Mình thiết kế cả bánh xe để cho có thể là di chuyển được. Ok. Đấy. Đây nó có quy trình. Ok, xin chào các bạn nhé. Bye bye.